và cái đại học đang khảo cổ này là chính là cái địa điểm đấy người ta lập thành như vậy, không phải là đâu là cái bảo tàng khảo cổ anh có thể lập một cái bảo tàng rất lớn đấy là anh mua những cái đầu từ Nhật Bản đầu một tranh toàn thế giới ở Nhật Bản thì tên cao cấp nhất nhất là ở Nhật Bản và của Nam Long cũng là các điểm nhận thì nằm ở Nhật Bản, nhưng mà cái bảo tàng giả này thì buộc rằng là nó có cái giá trị về vị trí ở đập đầu như vậy thì nếu ở đây thì các anh xem ở đây nó chẳng hạn như là đoàn công nghiệp của các anh ở bán nước thì các anh xem là có người làm là bảo tàng thành hiện đâu, có người bảo tàng là bảo tàng quanh họ là một vị hoặc là bảo tàng cố bảo tàng bảo tàng người tiến hành bảo tàng quản lý nó lập bốt các ông lớn có người thì được làm là bảo tàng